Xin chào quý vị và các bạn. Thời phong kiến, các bậc đại trượng phu sinh ra chắc hẳn ai đều có muốn ôm giấc mộng đế vương hay làm bá chủ của thiên hạ để rồi lưu danh sử sách đến muôn đời. Đặc biệt, nếu gặp phải thời loạn thì những chí hướng đó sẽ trở thành lẽ sống tất yếu, để rồi những anh hùng kiến công lập nghiệp sẽ có người chết đi để lại tiếng thơm muôn đời vì những công lao của họ, nhưng cũng sẽ có kẻ mà tên tuổi của mình trở thành vết nhơ khó gột rửa trong sử sách. Và ở trong video này, mình sẽ so sánh về hai nhân vật lịch sử trái ngược nhau đã tồn tại trong lịch sử Việt Nam. Đó chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và người thứ hai là Trần Ích Tắc. Hai nhân vật đều sống trong cùng một thời đại, cùng dòng máu tôn thất nhà Trần, nhưng hai con người này lại chọn hai hướng đi khác nhau. Để rồi, Trần Quốc Tuấn đã trở thành một trong những nhân vật lịch sử kiệt xuất nhất, được nhân dân ta ngưỡng mộ gọi là Đức Thánh Trần, đời đời thờ phụng, được thế giới tôn vinh là một trong 10 vị tướng xuất sắc nhất mọi thời đại. Trong khi Trần Ích Tắc đã trở thành nhân vật Việt gian nổi tiếng nhất trong lịch sử dân tộc, bị người đời cười chê và phải sống tha hương cầu thực ở trên đất nước Trung Quốc trong suốt quãng đời còn lại. Bị chính họ Trần mỉa mai đặt cho cái tên là Ả Trần vì sự hèn nhát, rụt rè như đàn bà. Hai người họ được sử sách mô tả là những người nổi tiếng về tài năng, hào hoa, phong nhã bậc nhất, xanh xuẩy và tinh tế trong cả văn chương và các món chơi, kết giao với các bậc hiền nhân, học rộng tài cao nhất thời đấy. Vậy, điều gì đã làm nên số phận khác biệt của hai con người này? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về các nhân vật. Trần Ích Tắc, một nước cờ sai, vết nhơ muôn đời. Trần Ích Tắc sinh năm 1254, mất năm 1329, là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, em của vua Trần Thánh Tông và chính là chú của vua Trần Nhân Tông của nước Đại Việt, tức hiệu là Chiêu Quốc Vương. Chỉ cần liệt kê như vậy có thể thấy được rằng Trần Ích Tắc có một gia thế hiền hách như thế nào, là một vị hoàng tử được phong tước vương, sống một cuộc đời vương giả. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả như sau, Ích Tắc là con thứ của Thượng Hoàng Trần Thái Tông, thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù các nghề vặt như đá cầu, đánh cờ, không nghề gì là không thông thạo, từng mở học đường ở phủ đệ, tập hợp các văn sĩ ở bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành nhân tài như bọn Mạc Đĩnh Chi ở Bằng Hà, Bùi Phóng ở Hồng Châu. Đọc tới đoạn mô tả như trên, chúng ta đều nhận ra rằng tài năng và đức độ của con người này. Ông sẵn sàng bỏ tiền ra để nuôi ăn, nuôi học cho các nhân tài của đất nước để sau này đỗ đạt, thành quan, thành tài, là người tinh thông sử sách và hiểu thế đời sự thường. Tuy vậy, vào năm 1285, cả nước đang gồng lên chống lại 50 vạn quân Mông Nguyên, thế mạnh như trẻ tre, nghiền nát bao nhiêu cánh quân của Đại Việt và khiến kinh thành Thăng Long thất thủ, hai vua phải rời kinh đô cùng toàn dân chống giặc. Dù tình thế nguy nan, nhưng tinh thần sát thát vẫn dâng lên ngút trời. Trong bối cảnh đó, ngày 15 tháng 3, Trần Ích Tắc mang cả gia quyến cùng với một số người khác ở trong hoàng tộc dâng thư hàng giặc. Lập tức, chàng hoàng tử tài hoa của vua Trần đã trở thành quân bài quý giá ở trong tay nhà Nguyên. Có lẽ Trần Ích Tắc đã tính rằng thế nước đang nguy nan, quân Nguyên mạnh đến thế, võ ngựa của chúng đã làm quẩy ở khắp nơi, ngay cả nhà Tống hùng mạnh ở phương Bắc cũng bị chúng nuốt chửng, thì xá gì một chút Đại Việt còn con. Đại Việt chắc chắn là thua trận, vua tôi nhà Trần đều sẽ trở thành tù binh thì lấy ai chỉ tội làm phán của ông ta. Việc ông ta sớm ra hàng là một nước cờ khôn ngoan, bởi khi đó ông ta sẽ là người duy nhất có thể lên ngôi báu. Ông Hoàng Chiêu Quốc Vương càng tin vào điều đó, sau khi vừa hàng giặc, ông đã được hứa sẽ tâu với Hoàng đế nhà Nguyên cho làm An Nam Quốc Vương. Nhưng cuối cùng Trần Ích Tắc không thể nào ngờ nổi, chỉ mấy tháng sau khi ông ta hàng giặc, đại quân Mông Nguyên đã bị đánh tan tác, thoát hoan phải chui vào ống đồng, tháo chạy về nước. Trần Ích Tắc và những kẻ đầu hàng phải lóc cóc chạy theo. Không cam lòng, chưa đầy một năm sau, nhà Nguyên lại một lần nữa đưa quân vào Đại Việt với lý do đưa An Nam Quốc Vương Trần Ích Tắc lên ngai vàng. Rồi chỉ ít lâu sau, vị vương gia của nhà Trần lại theo đám quan thầy chạy trốn về phương Bắc, không còn một lần trở lại về quê hương. Thực ra ở sau lần đó, vào cuối năm 1293, nhà Nguyên vẫn có kế hoạch đưa Trần Ích Tắc trở về nước một lần nữa ở trong đợt xâm lược thứ tư. Nhưng vào đầu năm 1294, Hoàng đế Hốt Tất Liệt qua đời nên việc này đã bị hủy và không bao giờ được nhắc tới nữa.
Còn nói về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, có lẽ chúng ta không cần nói nhiều về ông vì anh hùng mà cả dân tộc đều sùng mến. Ông cũng là một quý tộc nhà Trần, con của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu ruột của vua Trần Thái Tông. Cha ông có mối thâm thù đại hận với em ruột của mình là vua Trần Thái Tông. Việc này là một phần do bàn tay đạo diễn tài ba của Thái sư Trần Thủ Độ. Như chúng ta đều biết, Trần Thủ Độ đã đạo diễn một màn kịch hết sức khéo léo từ cuộc đổi ngôi từ họ Lý sang họ Trần. Vào đầu thế kỷ 13, vua quan nhà Lý ăn chơi sa đọa, dẫn tới các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi. Lý Huệ Tông nhu nhược phải nhờ tới thế lực của họ Trần để đánh dẹp các cuộc bạo loạn ở trong nước. Chính vì vậy, họ Trần dần dần xây dựng được thế lực của mình ở trong cung. Vào năm 1224, vua Lý Huệ Tông bị ép nhường ngôi cho con gái út của mình là Lý Chiêu Hoàng, khi đó mới chỉ 7 tuổi. Vào cuối năm 1225, Chiêu Hoàng được Trần Thủ Độ sắp xếp nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Sau này, Trần Cảnh lên ngôi, đó chính là Trần Thái Tông. Triều đại nhà Lý cai trị Đại Việt hơn 200 năm đã chính thức kết thúc từ đây. Sau khi nhường vị, Chiêu Hoàng đã trở thành hoàng hậu của vua Trần Thái Tông cho đến khi bị phế truất vào năm 1237. Bấy giờ, sau khi thái tử Trần Trịnh, con của vua Trần Thái Tông chết yểu, mà hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng mãi chưa có thai. Chính vì việc Lý Chiêu Hoàng không thể sinh con nên mới gây ra mối thâm thù giữa Trần Liễu và vua Trần Thái Tông. Trần Thủ Độ ép Trần Thái Tông phải lấy chị ruột của Lý Chiêu Hoàng, tức là Thuận Thiên Công Chúa Lý Ngọc Oanh, lúc này đang làm vợ và có thai 3 tháng với Trần Liễu. Trần Thái Tông nhất quyết không chịu, nhưng do sức ép từ phía của triều đình và Thái sư Trần Thủ Độ nên ông đành phải nghe. Nói về Trần Liễu, vì mối thù bị cướp vợ, cướp con nên đã nổi dậy làm phản ở sông Cái, nhưng cuối cùng bị thất bại. Thái Tông nể tình anh em lại mang oán khuất nên mới ban đất An Sinh cải làm An Sinh Vương cho Trần Liễu. Trần Liễu mang lòng hâm hực tìm khắp những người tài nghệ để dạy võ, dạy văn cho Trần Quốc Tuấn, mong sau này Trần Quốc Tuấn thay cha để phục thù. Vào tháng 4 năm 1251, Trần Liễu ốm nặng. Lúc sắp mất, Trần Liễu cầm tay Trần Quốc Tuấn chăn chối rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết ở suối vàng cũng không nhắm mắt được." Dù cha ông có hiềm khích với vua Trần Thái Tông, nhưng Trần Hưng Đạo luôn đặt việc nước lên trên hết, một lòng trung thành, hết lòng phò tá các vua Trần đánh giặc ngoại xâm để cứu nước. Và cuối cùng, với tài thao lược quân sự của mình, Trần Quốc Tuấn đã phò trợ hai vua đánh tan hai cuộc xâm lược của nhà Nguyên và sau đó lưu danh sử sách ở muôn đời. Hai con người tài năng, hai số phận trái ngược được lịch sử ghi lại. Có lẽ điều khác biệt lớn nhất của họ chính là tham vọng về Mộng Đế Vương. Chính Mộng Đế Vương đã đưa đẩy Trần Ích Tắc trở thành kẻ bán nước cầu Vinh, là Việt gia nổi tiếng nhất trong lịch sử dân tộc. Mặc dù khi làm quan cho nhà Nguyên, ông vẫn thường viết nhiều bài thơ mô tả về lòng da diết nhớ quê hương, nhớ đất nước, giải thích vì sao ông lại đầu hàng giặc. Nhưng tất cả đều là sự ngụy biện cho cái tham vọng quyền lực của mình. Trần Ích Tắc đã bỏ rơi vận mệnh dân tộc, quên đi hàng vạn dân đen đang bị giày xéo trước vó ngựa xâm lăng của quân Mông Cổ. Ông bỏ mặc cha, anh, em, họ hàng thân thích của mình đang nằm trong vòng vây của quân thù vì mộng làm An Nam Quốc Vương. Để rồi, cái tên Trần Ích Tắc mãi mãi là vết ô nhục lớn nhất của nhà Trần nói riêng và trong lịch sử dân tộc ta nói chung. Về phần Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Đức Thánh Trần của lịch sử dân tộc, người đã gác bỏ thù riêng, gác lại lời căn dặn của cha mình trước khi nhắm mắt, đó chính là tội bất hiếu, để rồi cùng với vua tôi nhà Trần chống lại giặc ngoại xâm, để tránh cho dân tộc ta gặp phải đại họa làm nô lệ cho người khác. Khi trong tay có hàng vạn binh sĩ là thống chế của ba quân, ông chỉ cần có ý tạo phản là dễ dàng đảo chính, lên ngôi hoàng đế, đoạt lấy Giang Sơn để cha ông nơi chính suối có thể nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, Trần Hưng Đạo đã gác qua mọi hư danh phù phiếm đó, ông vĩ đại về tài năng của mình và cái nhân đức của ông lại càng làm ông vĩ đại hơn. Tên tuổi của Trần Hưng Đạo đã đang và sẽ sống mãi cùng với dân tộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này ý nghĩa, giúp cho các bạn có cái nhìn nhận về lịch sử một cách rõ nét hơn thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.